Theo quý vị coi đêm giao thừa ở Mỹ nè. Giao thừa ở Mỹ nó vắng như chùa Bà Đanh. 30 của Mỹ. Đâu có gì đâu. Cửa hiệu luôn. Ở Việt Nam là giờ người ta ăn Tết chứ Mỹ đâu có ăn Tết đâu quý vị. Mỹ nó không có Tết, Việt Nam chỉ có tụ tập những cái nơi mà có cộng đồng châu Á, Tàu, Việt thì được. Đêm 30 giao thừa ở xứ người mấy chục năm nó cũng như vậy thôi. Ở bên Cali thì khác, cộng đồng người Việt nhiều đông, không khí và đêm giao thừa Mỹ chậm hơn Việt Nam tới nửa ngày.